Hello, cháu xin chào tất cả các bác, cô chú, anh chị. Hiện tại là cháu đang có mặt tại xã Vàng Ma Trải và hôm nay thì đang diễn ra một phiên chợ ở đây. Cháu xin mời tất cả các bác cùng với cháu đi xem chợ phiên ở trên này thì sẽ có những gì thú vị các bác nhé. Ở ngay trước mắt đây là cháu thấy mọi người có bán những cái con lợn giống. Đây là những cái con lợn đen này. Cháu chào cô ạ. Vâng. Vâng. Ừ, cô bán lợn à? Vâng, con bán lợn. Vâng, cháu về đây xem một tí thôi. Ừ, cháu xem đi. Đây là lợn đen này. Lợn đen xì đấy mà. À. Cô là người dân tộc gì đấy? Cô là dân tộc Mông. Dân tộc Mông à? Vâng. À. Đây là lợn đen của người Mông đây các bác. Lợn giống. Cô, cái này mình bán thì bán như nào ạ? Một con triệu rưỡi à? Ừ. Wow, nhìn những cái giống lợn này đẹp nhỉ? Ừ. Béo luôn. Cháu về đây xem một tí thôi, khi nào có dịp thì về đây ủng hộ cô. Và bây giờ chúng cháu sẽ lên trên kia, tiến vào, vẫn là đầu chợ thôi, vẫn chưa đến giữa chợ. Không biết là mấy chỗ này là mọi người bán gà này. Mọi người thì hôm nay rất đông. Chợ là ở trong này anh nhỉ? Bây giờ mình thử vào chỗ này xem. À, đồ nướng ngay ở bên này này. Vâng. Chân gà này cái bao nhiêu đấy chị? Cái 5.000. Cái 5.000 này. Anh ăn không? Để một tí mình quay lại đó nhỉ. Mình thử vào trong này trước. Những cái hạt giống rau này. Bên này là bên trong chợ. Gấu bông. Nhà không có cái gấu bông nào luôn. Hình như ở bên trong chợ là mọi người chủ yếu bán quần áo thôi. Quần áo, giày dép. Quần áo, giày dép thì mình lại không có nhu cầu mua. Nhưng mà thưa mọi người. Vâng, chào anh nhé. Toàn quần áo hiện đại thôi các bác ạ. Hình như là nãy thấy có đúng cái chỗ đồ nướng cái thôi. Bên này còn bán chả biết những cái đồ gì luôn. Hình như chợ này là vẫn chưa bán cái chợ ở Xì Lợ Lâu kia thì phải. À, qua bên này đi nhỉ. Vâng. Chắc chắc mua sushi rồi anh nhỉ. Một cái đã. Sushi bao nhiêu đấy bà? Sushi loại nan nan như là. À, cho cháu hai cái loại 10.000 đi. Lấy tựa ớt. Cho cháu lấy tựa ớt. Bà người dân tộc Dao đỏ này các bác. Lấy tựa ớt. Vâng. Vâng. Hôm nay. À, đây. Kiểu vẫn là đầu chợ thôi. Hai cái xúc xích 20.000. Để xúc xích đây. Cháu cảm ơn. À đây, chỗ này mọi người bán trà sữa luôn này. Ừ.
tờ. À, chợ là bên trong này cơ, bên kia là bán quần áo. Bánh bao. Ê, bà bán rau à bà? À, không, cháu đi chơi thôi bà. Không biết có cái gì. Mọi người đông quá, không biết nên làm gì luôn. À đây mới là đầu chợ đây. À đây mình đi xem cái quần áo bên này này. Đây là những cái bộ trang phục truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ. Đây là áo của con trai. Còn bên này là áo của phụ nữ này, áo của con gái này. Ui, cho xin lỗi. Đâu mình về đây xem ký một tí này. Đây toàn bộ họa tiết, đây là mọi người khâu bằng tay. Không biết là cô chủ quán ở đâu ấy. Bây giờ mình thử qua bên kia xem nhỉ. Đây là đồ để mọi người khâu lên những cái bộ quần áo này. Sợi chỉ. Đây thuốc đau đầu. Thuốc đau đầu này. Thuốc của Trung Quốc nhỉ? À nhỉ? Ui, còn mấy bé đi học về này. Đấy. Hết chợ rồi. Qua lại ở bên đường mới là chợ chính. Quay lại. Ở đây toàn. Hôm nay hơi đông. Mọi người hơi đông. Mấy bé cũng đi chợ này. Để lát nữa tìm mấy bé xinh xinh cho cái xúc xích này. Này mấy bé trên vùng cao này. Đi bộ đông người quá, bây giờ đơ hết cả người luôn. Cháu là không quen ở nơi, ở những cái chỗ đông người. Quen chỗ yên tĩnh hơn. Qua chỗ này là mọi người bán rau củ này. Chẳng biết ớt gì đấy. Ớt này là ớt gì anh nhỉ? À, vừa nãy là mấy bà Hà Nhì hay sao ấy. Chỗ này là bán trái cây các thứ đấy. Chú ảnh. Toàn bán xúc xích các thứ thôi. À, chỗ này vẫn bán quần áo nữa này. Chỗ này người dạ. Dạ. Không có tiền mua đâu. Áo con trai à? Một cái bao nhiêu đấy? Một cái bao nhiêu đấy chú? Cái này nó đắt. À. Wow. Có nhiều quà à. Nhiều lắm. Áo con trai. Cái này con trai Hàn Nhì đúng không? Người Dao thôi. Người Dao à? Bao nhiêu đấy? 2 triệu mấy thôi. Dạ? 2 triệu. 2 triệu. Ồ, thế hôm nay cháu không mua, không mang tiền lên mua rồi. Thế rất là đẹp nhưng mà không mang tiền lên ấy. Giờ qua bên này. Bên này là cuối chợ rồi anh nhỉ? Hết chợ rồi. Ôi ở đây nhìn thấy có cái chị này lạ lạ này. Đâu mình thử qua hỏi thăm chị bên này xem. Nhờ. Ui. Em bảo chị này. Chị ơi, chị. Hình như chị không hiểu thì phải.
mình đưa cái này cho chị xem đi. Chị ơi, chị lấy cái này không? Chị nhà ở đâu đấy chị? Ở bên nào? À, ở xa không? Chị đi bộ đến à? Ờ, chị mấy tuổi đấy? À, vâng, thế chị đi nhé. Ui, thấy kiểu hơi đặc biệt một tí. Anh nhờ, xem có cái gì ngon ngon thôi. Bên này là bán đậu phụ thôi. Ở đây không có cái trò mà ném chai nước kia anh nhỉ? Wow. Ở đây là tập trung đa số các bác dân tộc Dao đỏ thôi. Đây mình qua bên này xem. Còn đốt sống lưng. Đây là thuốc à? Thì nó chữa sống chân. Dạ. Thuốc à? Thuốc nam nhỉ? Vậy. Cháu xem một tí thôi, cháu không có bệnh gì ấy. Đây là viên thủy công nhé. Vâng ạ. Đây là viên thủy công. Dạ vâng. Đây là gan dính mỡ. Gan dính mỡ là uống cái này. Nhím mỡ. Nhím mỡ. Cái này mình đun uống đúng không? Vâng. Cái này pha ngâm rượu cũng được nhé. Dạ vâng ạ. Đây là thuốc đau lưng. Thuốc đau lưng. Đây là sư phụ xương khớp nhé. Dạ vâng. Đây là dạ dày. Thuốc dạ dày này. Đây là thuốc đau phổi nhé. Dạ vâng. Wow, ở đây bác bán rất là nhiều thuốc nam luôn. Vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Cháu qua bên này tí. À, đây là trang sức của người dân tộc Dao này. Không biết là có bông tai không. Hình như lúc trước em mua một cái đôi bông tai tầm gần 200.000. Đây là đồ bạc. Bạc nguyên chất anh ạ. Đây là những cái mặt hàng có giá trị rất là cao mọi người bày bán ở đây thôi. Đây là được chế tác thủ công. Dạ. Quay chị ơi. Em quay lên để cho mọi người biết ở đây có gì đâu. Toàn bạc thôi. À, chị chủ quán đây nhỉ? Chị chủ quán à? Nhiều tiền thôi đấy. Thôi bây giờ mình chỗ nào đây? À đây, cơm phở ở đây đúng không? Rồi đi vào thôi. Đây là bát bún thập cẩm ở trên vùng cao. Có rất là nhiều topping luôn. Đây là chả này, có giò này, có lòng, các thứ đầy đủ. Đây bát bún rất là đầy, to. Cái này là ăn xong là no luôn. Cháu sẽ để ít chanh vào. Nhìn thì có vẻ ngon nhưng mà chưa ăn thì không biết hương vị nó sẽ như thế nào nữa. Để hẳn hai miếng chanh vào. Cháu, ui dồi. Thôi cứ kệ, để như này cũng được mà anh nhỉ. Thì ăn chua. Đấy. Cháu sẽ thử ăn xem hương vị ở trên này nó có khác biệt gì không nhá. Xin mời tất cả các bác cùng thưởng thức nhá. Cũng ngon. Kiểu không quá mặn, cũng không quá nhặn. Rất là vừa vặn với khẩu vị của cháu luôn. Nói chung là bún ở đây cũng ok đấy. Mời các bác nhá. Tuyệt vời luôn các bác ạ. Thưa các bác, thì hôm nay chúng cháu cũng lên đây chơi rồi đưa các bác đi dạo một vòng quanh chợ ở trên này thôi. Và video này thì cháu xin phép chia sẻ ngắn tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video clip gần nhất của cháu nhé. Bye bye.